nhằm góp phần xây dựng tuyến phố văn minh, đảm bảo mỹ quan đô thị. Mới đây, đội quản lý trật tự xây dựng đã kết hợp cùng các lực lượng như đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, công an quận, ủy ban nhân dân, công an, tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị các phường Hàng Buồm, Lý Thái Tổ, Phúc Tân, Điện lực Hoàn Kiếm tiếp tục ra quân xử lý vi phạm các biển quảng cáo quá khổ quá tải, hết giấy phép gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Trong buổi ra quân, lực lượng đã tiến hành xử lý tháo dỡ các biển quảng cáo với hạng mục lớn, chủ yếu là hạng mục thép hình, phông bạt lớn, gian trải trên phạm vi rộng, nằm ở vị trí cao tầng mặt tiền nhà trên nhiều tuyến phố. Các hạng mục vi phạm đều được hình thành từ lâu. Hôm nay, Ủy ban dân phường thực hiện kế hoạch số 163 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban dân quận về việc là thực hiện cưỡng chế tháo dỡ các biển quảng cáo đầu cầu Trương Dương, đã tống đạt các quyết định vi phạm đối với công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Thăng Long Hà Nội để thực hiện tháo dỡ cái biển hiệu tại số 1 Nguyễn Văn Quân đã vi phạm. Hôm nay tất cả các trên nội dung trên thì Ủy ban dân phường cũng đã tống đạt cái quyết định yêu cầu các công ty trên để thực hiện theo đúng yêu cầu của Ủy ban quận. Thời gian qua thì công ty cũng đã tự giác tháo dỡ một phần biển do công ty đã lắp đặt. Hiện tại ngày hôm nay thì các ban ngành của quận tiến hành tháo dỡ nốt các hạng mục trên. Khu vực xử lý nằm ở nút giao quan trọng ra vào nội đô thành phố, có lưu lượng xe cộ qua lại rất lớn, đặc biệt vào các giờ cao điểm. Trên các tuyến phố có nhiều người dân sinh sống qua lại. Do vậy, đội quản lý trật tự xây dựng đã phối hợp cùng công an quận Hoàn Kiếm, ủy ban nhân dân, công an các phường Phúc Tân, Hàng Buồm, Lý Thái Tổ và các lực lượng chức năng tổ chức khoanh vùng, phân luồng an toàn giao thông, lên phương án che chắn, tháo dỡ cụ thể, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình xử lý. Trao đổi với phóng viên truyền hình Pháp Luật Việt Nam, ông Vũ Tuấn Trung, đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng quận Hoàn Kiếm cho biết, theo quy định của luật quảng cáo, việc đặt bản quảng cáo, băng rôn, treo pano phải tuân thủ những quy định về địa điểm, về bảo vệ di tích, công trình lịch sử, văn hóa, không vi phạm quy định, ranh giới hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia, không che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng, răng ngang qua đường, phải tuân thủ quy định về quảng cáo của chính quyền các địa phương và quy chuẩn kỹ thuật. Trên thực tế, số trường hợp vi phạm là rất lớn, rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức cá nhân không tuân thủ đúng các quy định về kích thước, vị trí, giấy phép. Với quyết tâm của Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và các ngành chức năng, tình trạng lắp đặt các bảng biển quảng cáo vi phạm quy định sẽ sớm được xử lý triệt để, góp phần làm nên diện mạo của thủ đô ngày càng văn minh, sạch đẹp hơn.